Hi, xin chào những khán giả yêu quý của Quảng Ninh 24 giờ. Đáng lẽ ra thì video này phải 1-2 hôm nữa thì mình mới dựng xong, nhưng mà do rất là háo hức nên là mình quyết định chia sẻ những cái thông tin mới nhất và những cái hình ảnh mới nhất về con đường bao biển trước ngày khánh thành giai đoạn 1 vào ngày 1 tháng 1 năm 2022 tới tất cả mọi người. Đặc biệt là cái trải nghiệm khi mà đi qua cái hầm xuyên núi đầu tiên tại Quảng Ninh. Trước hết thì đừng quên like, share và subscribe kênh để cập nhật những cái thông tin mới nhất, những dự án, những công trình xây dựng mới nhất tại Quảng Ninh nhé. Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh thì trong ngày 1 tháng 1 năm 2022 sẽ đồng thời khánh thành 3 cái dự án trọng điểm bao gồm cầu Cửa Lục 1, đường bao biển Hạ Long Cẩm Phả và trường Trung học Phổ thông Hòn Gai. Đường bao biển Hạ Long Cẩm Phả là một trong những công trình hạ tầng đầu tư quan trọng của tỉnh. Với cái tiến độ thi công thần tốc, dự án đến thời điểm hiện tại đã cơ bản hoàn thành các cái hạng mục chính như cầu vượt sông, thảm nhựa toàn bộ tuyến đường, hầm xuyên núi. Đây là những cái hình ảnh đầu tuyến, nơi mà bắt đầu của tuyến đường, cũng là cái điểm cuối của đường bao biển Trần Quốc Nghĩễn. Theo cái quan sát của mình, ở khu vực này thì đang được đơn vị thi công tích cực thi công với hàng trăm cái máy móc, máy xúc, máy ủi cũng như là các cái máy lu lèn cộng với các cái thiết bị để phục vụ cái việc thảm nhựa. Đang thực hiện cái việc hoàn thiện mặt bằng và tiến hành thảm nhựa các mặt đường đoạn đi qua cảng than Hòn Gai và cái đoạn tiếp giáp với quốc lộ 18 ở phường Hà Phong. Ở đoạn trước mặt lữ đoàn 170, bắt đầu từ cái đoạn này thì chúng ta có thể di chuyển tới cuối tuyến, tức là đến khu vực đầu của thành phố Cẩm Phả tại thời điểm ngày hôm nay là ngày 23 tháng 12 rồi nhé. Tuy nhiên thì do công trình vẫn đang thi công cho nên là cái việc di chuyển qua đây thì sẽ rất là nguy hiểm và mất an toàn. Nên là mình cũng khuyên các bạn có thể xem video này chứ tạm thời đừng di chuyển trước khi mà được sự cho phép của công trình cũng như là của tỉnh nhé. Đoạn này thì đi qua cái khu vực núi khá là cao và phải thực hiện san gạt để lấy mặt bằng cũng như là làm việc với Bộ Quốc phòng. Do một phần cái đường đi qua đất của lữ đoàn 170 nên ở cái video trước mình có cập nhật cái khu vực này thì tiến độ khá là chậm. Tuy nhiên hiện tại thì đã được thảm nhựa gần hết rồi. Khu vực cầu vượt Khe Cá thì cũng đã hoàn thành. Đây là cái cây cầu vượt có cái chiều dài 185m đi qua cái khu vực phường Hà Phong và đi qua cái hồ Khe Cá. Dọc theo tuyến đường từ khu vực cầu vượt Khe Cá cho đến khu vực cầu Lộ Phong thuộc phường Hà Phong thì tuyến đường gần như đã được hoàn tất cơ bản như là thảm nhựa mặt đường này, hay là lắp đặt các cái hệ thống chiếu sáng, làm giải phân cách cứng. Một số đoạn thì đã được trồng cây xanh ở các cái giải phân cách giữa.
khu vực này cũng là cái khu vực có nhiều cái diện tích đất trống. Hiện tại thì có cái dự án La Emera Hạ Long thì đang tiến hành xây dựng shop house sát với khu vực mặt đường, thì nó cũng tạo ra cái cảnh quan rất là đẹp cho cái tuyến đường này. Ở đây thì theo quy hoạch sẽ còn có cái dự án của Vingroup cũng sẽ triển khai ở phía ngoài biển nữa, cũng sẽ là một cái dự án quy mô và phù hợp với cái quy hoạch trong khu vực, đồng thời tạo cái điểm nhấn cảnh quan cho toàn bộ cái tuyến đường. Còn đây là những cái hình ảnh của đoạn tuyến từ cái cầu Lộ Phong cho đến gần cái hầm Xuyên Núi, có cái chiều dài trên 5 km. Đây thì chắc hẳn sẽ là cái khu vực có một cái khung cảnh rất là đẹp và hùng vĩ khi mà đi qua dãy núi đá vôi bám theo các dãy núi sát với biển. Cảnh sắc ở đây thì cực kỳ tuyệt vời, mọi người nên đi thử mới cảm nhận được cái cảm giác ấy, thực sự là rất là tuyệt. Hãy cùng ngắm nhìn những hình ảnh ấn tượng ở cái khu vực này nhé. Cảm giác phấn khích nhất là khi mà mình được đi qua cái khu vực hầm Xuyên Núi. Hầm Xuyên Núi đá nối hai cái đô thị lớn của Quảng Ninh, đó là Hạ Long và Cẩm Phả. Hầm thì có cái chiều dài tuyến là 235m với cái thiết kế hai cái ống hầm. Mỗi ống hầm thì có là 3 làn xe. Đây cũng là cái hầm Xuyên Núi mà có cái nền đường lớn nhất Việt Nam. Cảm nhận đầu tiên khi đi qua hầm đó là cái việc rút ngắn rất là nhiều về thời gian và an toàn. Trước đây khi mình di chuyển từ khu vực giao với đường 18 ở đoạn phường Hà Phong đến cuối tuyến, khu vực đi ra cảng than Quang Hanh, thời gian chỉ còn khoảng tầm 10 phút, hơn 10 phút. Nếu so với trước kia thì phải đi qua khu vực đèo Bụt và quốc lộ 18 thì thời gian di chuyển sẽ chậm hơn và đường đông đúc hơn rất là nhiều, cũng không thẳng nữa. Thời gian di chuyển thì sẽ mất tầm 20 đến 25 phút. Hầm Xuyên Núi thì hiện tại là đã hoàn thành các cái công tác thi công cơ bản, chỉ còn hoàn thiện nốt các cái hạng mục còn lại như là lắp cái hệ thống chiếu sáng ở bên phía trên trần này, hệ thống cứu hỏa, hệ thống biển bảng và thảm nhựa mặt đường nữa là hoàn thiện cái phần ống hầm rồi. Ở khu vực bên ngoài ống hầm phía Cẩm Phả thì còn một cái khu vực rộng là một cái quảng trường nhỏ. Nhà thầu thì cũng đang tích cực thi công.
Sau khi mà đi qua hầm xuyên núi đá, tuyến đường sẽ đi qua cái khu vực nút giao với đường nối từ đường bao biển Hạ Long, Cẩm Phả với quốc lộ 18. Khu vực này là nơi tọa lạc của cái dự án nghỉ dưỡng của tập đoàn Sun Group, là dự án Onsen Quang Hanh. Đây cũng là một cái dự án quy mô và có cái quy hoạch rất là đẹp, tạo thêm cái cảnh quan cho hai tuyến đường, đồng thời cũng làm đa dạng thêm cái hình thái du lịch phong phú của Hạ Long khi tận dụng cái nguồn khoáng nóng quý giá và cực tốt cho sức khỏe của Quang Hanh. Đoạn từ nút giao Onsen Quang Hanh đến cuối tuyến, đến khu vực cảng Than thì hiện tại mình thấy cũng đã hoàn thiện, gần như hoàn tất rồi. Chỉ còn cái đoạn cuối là khu vực đoạn cảng Than nối với cái khu nội thị của thành phố Cẩm Phả. Ngoài ra thì cái tuyến đường cũng sẽ kéo dài kết nối qua Cẩm Phả, sau này cũng sẽ kết nối đến tận Vân Đồn. Cùng với cái việc hầm Cửa Lục được hoàn thành thì sẽ trở thành một trong những cái tuyến đường ven biển kéo dài từ Tuần Châu đến tận Vân Đồn và tận dụng cái lợi thế về biển cũng như là cảnh sắc của vịnh Hạ Long, vịnh Bãi Tử Long. Theo mình nhận thấy thì hầu hết thì tuyến đường đã được thảm nhựa đến 80-90% rồi, chỉ còn những cái phần nhỏ hiện tại thì các cái nhà thầu cũng đang tiến hành san lấp cũng như là để tạo cái mặt bằng nhanh nhất có thể để hoàn thiện toàn bộ tuyến đường trước ngày 1 tháng 1 năm 2022. Khu vực này hiện tại thì đang được chủ đầu tư san lấp mặt bằng để làm đường và thi công các cái hệ thống chiếu sáng. Đoạn tuyến này thì sẽ nối cái đường bao biển xuống với cái khu vực phía đông, khu vực vịnh Bãi Tử Long và các cái dự án cũng như là trung tâm nội thị của thành phố Cẩm Phả, như là cái dự án Green Dragon của chủ đầu tư TPP. Thì chắc chắn là sau khi cái tuyến đường này thông suốt thì cái giá trị bất động sản ở những cái dự án như thế này sẽ có cái giá trị rất là lớn. Đến đây thì Quảng Ninh 24 giờ xin được kết thúc cái video cập nhật cái tiến độ của dự án tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các cái video tiếp theo. Đừng quên like, subscribe kênh để nhận những cái thông tin mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.